tại sao chúng ta cần phải có bảo hiểm nhân thọ? Bảo hiểm nhân thọ là một giải đáp tốt nhất cho quý vị. Đoan Trang, Hằng Lê và Tố Nga xin kính chào quý vị. Tố Nga xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Bảo hiểm và Tài chánh. Chương trình hôm nay sẽ là giải đáp thắc mắc. Chị em chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp thắc mắc cho quý vị. Vừa qua có những câu hỏi đã gửi đến chị em chúng tôi. Và Tố Nga xin khuyến khích quý vị nào có thêm câu hỏi thì cứ liên lạc cho chị em chúng tôi. Và bây giờ Hằng Lê sẽ nêu ra câu hỏi thứ nhất. Xin mời Hằng Lê. Hằng Lê xin kính chào quý khán giả của đài tối hôm nay. Thì như chị Nga đã nói là phần đầu thì chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ và sẽ trả lời những câu hỏi mà quý vị đã gọi vào cho chị em của chúng tôi. Vì Hằng nghĩ là những câu hỏi này cũng rất là có ích cho những quý khán giả đang thắc mắc ở ngoài. Thì câu hỏi thứ nhất là khi mà mình đã có một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rồi mà mình lại muốn mua thêm một cái bảo hiểm nữa thì mình có cần phải khám sức khỏe lại hay không? Thì sau đây thì Hằng mời Trang, xin cảm ơn em. Cảm ơn chị Hằng đã đặt ra câu hỏi này. Và Đoan Trang cũng tin chắc đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều quý vị cũng đang muốn được biết thêm phải không ạ? Thì thưa quý vị, cũng tùy theo cái trường hợp, cái đó là khi mà mình đã mua với một công ty khác ở bên ngoài hay là mình đã mua với công ty Transamerica và mình mua cái trọn đời hay là cái term. Thì bây giờ Đoan Trang xin trình bày trước là nếu như quý vị đã mua một cái sản phẩm của công ty Transamerica rồi mà vì quý vị thấy rằng là cái mệnh giá chưa đủ hoặc là quý vị cảm thấy thích với lại cái sản phẩm của công ty, quý vị muốn tăng cái mệnh giá lên thì công ty cho quý vị có quyền tăng cái mệnh giá lên mà quý vị không cần phải khám sức khỏe trong vòng 1 năm. Nếu như mà sau 1 năm đó thì công ty tùy theo cái mệnh giá mà quý vị muốn tăng lên là như thế nào. Có thể nếu mà quý vị tăng lên với double face amount thì chắc chắn lúc đó công ty cần phải khám sức khỏe lại. Nhưng mà nếu như chỉ tăng lên thêm 100.000 hay 150.000 thì lúc đó phải tùy theo cái hoàn cảnh và cái thời gian thì 50-50% có thể công ty có thể cho quý vị cần phải khám sức khỏe lại hoặc là quý vị công ty cũng không có cần. Và đối với những công ty ở bên ngoài đó thưa quý vị, thì công ty Transamerica cần phải khám sức khỏe lại bởi vì công ty muốn dựa theo cái kết quả thử máu của chính công ty đưa ra để mà công ty quyết định cho mình có thể mua cái bảo hiểm này hay là không. Còn đối với cái term life insurance mà quý vị đã mua với công ty Transamerica thì công ty cho quý vị có quyền trong vòng 5 năm. Quý vị không cần phải khám sức khỏe mà quý vị chỉ cần đổi qua cái trọn đời và có thể quý vị tăng cái mệnh giá lên mà công ty không cần phải để cho quý vị trải qua cái quá trình thử máu, khám sức khỏe mà công ty đi theo cái mệnh giá đó để mà đổi từ cái thôn qua bên cái trọn đời. Nhưng mà công ty sẽ đi theo cái tuổi mới của quý vị để mà issue ra một cái hồ sơ mới. Và để tiếp thêm phần trình của Trang vừa trình bày trên thì tôi Nga nhận thấy rằng khi mà quý vị, những quý vị mà có ý mà mua thêm bảo hiểm thì thường là có thêm con, tăng thu nhập hoặc là có thêm tài sản. Và rất nhiều quý vị khách hàng cũng mua thêm bởi vì những quý vị đó đã có hợp đồng bảo hiểm rồi nhưng mà chưa có những cái lợi ích cũng như là lợi ích về living benefit hoặc là có thể dùng cái tiền cash value đó để dùng vào cái quỹ hưu trí hoặc là có long term care. Vì vì cái điều đó là bởi vì quý vị muốn mua thêm đó, điều đó chứng tỏ rằng là quý vị hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bảo hiểm. Thì Tố Nga xin khuyến khích quý vị nên mua cho mình, những quý vị nào mà chưa có đó, chưa có bảo hiểm đó, thì nên mua cho mình thêm một hợp đồng bảo hiểm để có sẵn để bảo vệ cho mình. Và câu hỏi thứ hai, nếu như mà đã mua bảo hiểm xong rồi mà bị chết thì công ty có bồi thường hay không? Và câu trả lời sẽ nhờ Hằng. Dạ, cảm ơn chị Nga. Thưa quý vị, câu hỏi của chị Nga là coi như là khi mà mình giữ một hợp đồng mà mình bị rủi, mình bị qua đời thì công ty có bồi thường hay không? Thì điều chắc chắn là sẽ được bồi thường thưa quý vị. Nhưng mà nếu như mà trong vòng dưới 2 năm đổ lại mà nếu như mình bị qua đời thì công ty nó sẽ điều tra
để mà nó xem rằng là mình có giấu giếm hay là mình có không khai sự thật khi mà mình vừa mới mở hồ sơ. Còn nếu như trong vòng đã qua 2 năm rồi mà mình đã lỡ qua đời thì chắc chắn là công ty nó sẽ bồi thường cho mình ngay lập tức, thưa quý vị. Khi mà quý vị vừa mới nghe chị Hằng trình bày về cái vấn đề đó đó, thì Đoan Trang xin trình bày thêm một chút xíu. Có nghĩa là đây là cái luật chung của tiểu bang California, chứ không phải của một công ty nào khác, thưa quý vị. Cho dù quý vị có mua của bất cứ một công ty nào khác trên thị trường thì quý vị cũng phải áp dụng cái luật này, đây là một cái luật chung. Bởi vì tất cả những công ty life insurance họ muốn biết rằng là trong vòng 2 năm của cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ mà mình mới mua chỉ trong vòng 2 năm mà mình xảy ra chuyện mình qua đời, đương nhiên công ty họ vẫn phải bồi thường cho mình. Nhưng mà công ty họ muốn make sure rằng là lúc mà mình làm hồ sơ đó, mình không có bất cứ một cái căn bệnh nào liên quan đến cái tình trạng mình đã xảy ra mà mình đã che giấu công ty. Bởi vì quý vị biết có một số bệnh đó thử máu không có ra, cho nên là họ muốn chắc ăn rằng là mình không có gì che giấu họ. Nhưng mà thật sự khi họ đã chứng minh được cái điều đó, rằng là mình không có gì che giấu công ty, thì công ty họ sẽ bồi thường tiền cho quý vị. Nhưng mà nếu như sau 2 năm của cái hồ sơ rồi mình xảy ra không cần biết cái bệnh đó nó xảy ra có liên quan tới cái lúc mình mở hồ sơ hay là không, nhưng mà khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã sau 2 năm, có nghĩa là bất cứ lúc nào mình xảy ra chuyện mình file claim là công ty họ phải có trách nhiệm bồi thường tiền cho mình ngay tức thì. Đây là cái luật chung. Thì sau đây thì Đoan Trang xin đặt ra một cái câu hỏi nữa, mà cái câu hỏi này đó Đoan Trang được rất là nhiều quý vị thân chủ của Đoan Trang cũng như rất là nhiều quý vị khán giả đã xem chương trình đã gọi cho Đoan Trang. Đoan Trang tin chắc cũng sẽ đặt câu hỏi với chị Hằng hoặc là chị Tố Nga cũng chung câu hỏi này. Và Đoan Trang muốn nêu ra để quý vị có thể biết thêm về cái quyền lợi của mình. Thì có một vị đã hỏi rằng là khi mà quý vị đang làm ở trong hãng đó, quý vị đã được rất là nhiều những cái benefit trong công ty, cộng thêm được công ty cho quý vị cái life insurance nữa, thì quý vị nghĩ rằng là mình có nên mua một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ở bên ngoài hay không? Và mình có quyền được mua thêm một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ở bên ngoài hay không? Hay là mỗi người chỉ có được một cái policy mà thôi? Thì Đoan Trang xin mời chị Nga trả lời câu hỏi này. Dạ, cảm ơn Trang. Kính thưa quý vị, câu hỏi là có bảo hiểm trong hãng rồi, có nên mua thêm hay không? Và câu trả lời sẽ là rất là nên. Bởi vì đây là một cái sự mà lầm tưởng của nhiều quý vị. Bởi vì bảo hiểm ở trong hãng đó là chỉ có khi mà mình còn làm việc thì mình còn bảo hiểm. Nhưng mà khi mình hết làm việc rồi đó thì bảo hiểm không còn nữa. Có nghĩa là ví dụ quý vị đi làm vào cái hãng còn trẻ, nhưng mà đến khi 65 tuổi quý vị về hưu rồi thì không làm việc nữa, có nghĩa là không có bảo hiểm nữa. Thì lúc bây giờ quý vị đã lớn tuổi rồi, 65 tuổi, thì cái giá nó rất là đắt so với cái giá mà 30-40 tuổi. Thì Tố Nga xin quý vị hãy cân nhắc cho thật kỹ và chọn cho mình, mua cho mình một hợp đồng bảo hiểm riêng cho bản thân mình, để khi mà mình có về hưu rồi thì mình cũng có một cái bảo hiểm sẵn sàng cho mình. Dạ, mong rằng là sự trình bày của chị em của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Và cái phần thứ hai thì Hằng sẽ cho quý vị biết về những cái chương trình ngoài cái của công ty Transamerica của chúng tôi ra. Thì hiện nay thì có một tin rất là vui là chúng tôi có những cái công ty khác có gọi là đi vào các chương trình hợp tác với nhau. Thì hôm nay thì có rất là nhiều những chương trình của công ty khác quý vị, nhưng mà hôm nay thì chị em của chúng tôi sẽ đưa ra hai cái chương trình đặc biệt, đó là của một cái chương trình gọi là Triple Life and Colombian Insurance, thưa quý vị. Thì hai cái chương trình này thì là quý vị được guarantee issue, nghĩa là mà khi mà mình đã ký tên mà có hợp đồng của mình đã đồng ý ký tên thì là mình sẽ được protect ngay lập tức. Thì đặc biệt là mình lại cái chương trình này đó, mình không cần phải khám sức khỏe và công ty cũng không cần hỏi cho quý vị bất cứ một câu hỏi nào về sức khỏe của quý vị. Thì theo Hằng thấy thì cái chương trình này nó rất là tốt cho những người như là mình đã bị những công ty khác từ chối, hay là mình đang có những cơn bệnh
mà mình có thể không có thể nào mua được một cái bảo hiểm mà khi mà sử dụng qua một cái quá trình khám sức khỏe. Thì đây là cái hai chương trình rất là mới mà chị em chúng tôi hôm nay muốn nêu ra cho quý vị. Nhưng mà để rõ hơn thì Hằng sẽ mời Trang để mà nói về chi tiết hơn về hai cái chương trình này, thưa quý vị. Dạ đúng vậy thưa quý vị, đây là một cái tin rất là tốt dành cho những quý vị mà quý mến ba chị em của chúng tôi. Nhưng mà nhiều khi có những sản phẩm trong công ty Transamerica không có đáp ứng được với nhu cầu của quý vị, thì đây là một cái cơ hội để mà công ty Transamerica đại diện, có nghĩa là hợp tác chung với những công ty khác ở bên ngoài để có thể cho những người agent như chị em chúng tôi có thể bán cho quý vị những cái sản phẩm khác ngoài công ty Transamerica. Thì hai cái sản phẩm mà hiện tại Đoan Trang thấy giúp ích được cho rất là nhiều người, đó được gọi là Guarantee Life Insurance. Đây là một cái Life Insurance mà Guarantee Issue, có nghĩa là dành cho những quý vị mà đã từng bị từ chối từ những công ty khác ở bên ngoài bởi vì tình trạng sức khỏe của quý vị. Thì đây là cơ hội để mình có thể mở được cái hồ sơ và mình có được một cái bảo vệ cho gia đình của mình, để khi mà mình có ra đi thì gia đình của quý vị, con cái của quý vị có thể có được một cái số tiền để mà lo hậu sự cho mình, để mình không có mang cảm giác mình là cái gánh nặng của con cái, của những người thân khi mà quý vị ra đi. Thì bây giờ Đoan Trang cho hai cái ví dụ để quý vị có thể thấy rằng với cái chương trình này, cái giá tiền bảo hiểm cũng không có mắc như quý vị nghĩ. Ít nhất quý vị cũng có được một cái số tiền để mà quý vị chi trả khi mà mình ra đi. Thì đây là một cái ví dụ của một người 50 tuổi mua với cái mệnh giá là 25.000 death benefit. Thì người này chỉ trả một tháng là 68 đồng 98 cent. Và với một người 65 tuổi cũng 25.000 death benefit, và người này trả một tháng là 137 đồng 77 cent. Thì với chương trình này đó là minimum 5.000 và maximum là 25.000 thưa quý vị. Thì đối với cái con số 25.000 thì Đoan Trang tin chắc thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà cũng đủ để mà chúng ta có thể dùng cái số tiền đó để mà con cái của chúng ta, người thân của chúng ta có thể dùng để mà lo hậu sự. Thì Đoan Trang nghĩ đây cũng là một cái tin rất là tốt để cho những quý vị đã từng bị từ chối từ những công ty khác. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Tố Nga xin nhắc lại, những quý vị nào muốn mua thêm bảo hiểm để có những lợi ích thêm như là living benefit, quỹ hưu trí hoặc là long term care, hoặc là những quý vị nào muốn mua thêm bảo hiểm về những chương trình không cần khám sức khỏe, hoặc những quý vị đã bị từ chối từ những công ty khác, thì xin đừng ngần ngại gọi cho chị em chúng tôi, và số điện thoại của Tố Nga là 408 513 7197, và số điện thoại của Đoan Trang là 408 750 7849. Dạ, số phone của Hằng Lê 408 609 7171. Dạ, xin kính chúc quý vị có một đêm thật là bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin kính chào quý vị.